cuộc đời em sống như cuộc đời để em làm gì mà em không ăn sữa? Nó ngon mà nó cay quá. Bữa nay mình thèm chua chua ngọt ngọt thì em giới thiệu cho mấy mom món mới. Hai hũ sốt. Mà cái món này là phải giữ lạnh nên là cũng có chuẩn bị túi giữ lạnh đàng hoàng luôn. Tôi thấy ăn sữa lắm nên là tôi thấy một mình tôi ăn được hết phần này á, không cần tới người thứ hai. Chưa ăn bao giờ? Hả? Láo. Chưa ăn. Gỏi sứa. Chưa. Chứ hai mươi mấy năm cuộc đời em sống như cuộc đời để em làm gì mà em không ăn sữa? Ta đi biển người ta ăn cua, người ta ăn ốc, người ta ăn hải sản, thiếu gì? Nó ngon lắm, nó giòn sần sật. Quán này là tôi thấy có bán cả tôm sống rồi cá hồi sốt này luôn. Nhưng mà không có dám mua là tại vì không có biết là cái chất lượng có tươi ngon hay gì không. Nên là bữa nay mình thử với món sứa trước ha. Nó cái sốt nó chua chua, cay cay, nó đẫm đầy, nó đã quá bay ơi. Cái dưới thì có độn thêm xoài nha. Cay lắm. Nhưng mà nó ngon lắm em ơi, chua chua cay cay ngọt ngọt. Nước. Đã lắm á. Cái sứa nó rất là tươi, giòn, sần sật. Cô chú anh chị nào mà ăn cay hơi kém thì phải nên cân nhắc một chút. Nước sốt này là nước sốt độc quyền thì tôi nghĩ là nó không có giảm cay được. Nó cay nhưng mà nó cuốn lắm. Cay quá. Cay à? Nhưng mà sốt ngon. Ngon, cái sốt này sốt Thái, tôm sốt Thái này nọ. Ê má, cái này mà tôm thì bả cháy. Một phần bao nhiêu? 50. Rẻ. Ừ. Xứng đáng quá. Ở Sài Gòn sứa đâu ra sốc. Sứa Cần Giờ à? Không có. Sứa Vũng Tàu á. Tôi cảm nhận là nó tươi nhưng mà thật sự là cũng không dám chắc chắn 100%. Cái sứa ở đâu mà nó có được cái độ tươi giòn sần sật như thế này. Mà mọi người ơi, em lỡ em đổ luôn cái hộp này mà giờ cay quá mắng nổi nữa. Mọi người ở đâu em ship qua nha. Em nghĩ không có ăn cơm nhà. Ở đây nhớ cơm nhà. Dạ, mấy anh mấy chị nếu mà đi Phan Thiết chơi chưa biết ăn gì thì ghé xem clip 3 phút của em để tìm hiểu thêm ha. Mấy quán trong này là thổ địa Phan Thiết dắt đi không á, nên là yên tâm về độ ngon đã được kiểm chứng nha. Đơ, chưa đi mà thấy bão tố rồi nè. Tụi em trễ chuyến nha mọi người, ở bến xe miền Tây. Mà hên là nhà xe Phương Trang hỗ trợ đổi chuyến nên là tụi em đã có mặt tại Phan Thiết lúc 9-10 giờ đêm gì đó. Em ơi, đêm này đêm cuối cùng làm gì vậy nha? Đuổi nó đi vậy. Nói em đuổi nó đi vậy. Ê, tôi có nghe phong phanh kiểu dân Phan Thiết không ai ăn trong chợ Phan Thiết trơn á. Bậy nha, trong chợ Phan Thiết hơi bị nhiều đồ ăn ngon á. Sáng nay thì tụi tôi được thổ địa Phan Thiết dắt đi ăn món mì Quảng Vịt. Để ăn cơm đây. Bé Mỹ không có ăn cơm nhà, về đây nhớ cơm nhà. Ngon. Em ngon nha. Nè, em muốn gì? Em muốn được nè. Ra má nè. Tí này bao nhiêu vậy? Được gì nè. Em mì Quảng Phan Thiết lạ nhờ. Tôi nên sợi phở. Chỗ răng mực chiên này thì đứng trước cổng chợ lớn, nhìn qua tay phải là thấy nha mọi người ơi. Như thế nào mà, tại sao lại dẫn người ta tới ở đây? Tại vì dự nhiên hay ăn ở đây. 4 giờ là hết rồi. Ờ, đi chiều chiều thôi, tụi tôi đi buổi trưa á. Chỉ mua nát luôn á. Không, buổi chiều có còn nào. Rồi đã hơi hàm, nó hơi hàm. Vì chưa ăn bao giờ nên tôi cũng rất là háo hức với nguyên một bàn nào là trứng mực chiên hấp, rồi chả mực, ram bắp, răng mực chiên, lúm lá trơn á. Chiều đến thì tụi tôi quyết định chạy từ trung tâm xuống tới Mũi Né để ngắm hoàng hôn và ngắm biển các kiểu rất là chill. Thiệt ra mọi người chọn ở Mũi Né là tại vì có biển và nghỉ dưỡng, chứ ở dưới đó không có món gì ăn thiệt á mọi người ơi. Tụi tôi cũng đã quay về thành phố Phan Thiết, tối đó đi ăn quán bánh xèo cây phượng cũng rất là nổi tiếng ở Phan Thiết luôn. Nhưng mà tôi không có quay nha. Mọi người chịu khó tìm trên map hoặc là ăn vặt thì có thể ghé bánh tráng Hiền Châu. Tôi thề là cái bánh tráng nước mắm ruốc nó ngon khủng khiếp, nó ngon điên. Tôi ăn hai cái một lần, nhưng mà cảm giác nếu mà ăn nhiều thì thành ra nó ngán, nên là thôi mình cứ để cái cảm giác mà nó thèm thèm đó dư âm lại đi, lần sau tôi ghé tôi ăn tiếp. Còn cái bánh bột lọc Phan Thiết này thì ta nói đi ngoài đường là thấy ê hề. Nhưng mà cái chỗ ngon bạn tôi chỉ là ở 86 Võ Thị Sáu chiều mới bán nha. Đi Phan Thiết ở vùng biển thì mình phải ăn ốc hải sản các kiểu chứ đúng không? Là tôi cũng có ăn ốc rồi. Nhưng mà có cái món này lạ hơn là chả cuốn cá trích được chiên nóng giòn nha. Mà cá trích thì rất là tươi ngọt, nên là khi tôi cuộn chung với trứng, nem và rau sống chấm thêm miếng nước mắm nữa thì ta nói cái nách nó giật giật luôn á trời. Mà đi du lịch là tôi ăn uống vô tư chứ đâu có sợ tăng cân miếng nào đâu mọi người. Tại sơ hở là nó lôi ra nó nhảy, nó cardio mà.